Thưa quý vị, sởi thuộc nhóm bệnh lý siêu vi do virus gây ra. Mặc dù không phổ biến như sốt xuất huyết hay tay chân miệng, nhưng sởi có khả năng lây lan nhanh và dễ bùng phát thành dịch. Hơn nữa, biến chứng của sởi nặng nề hơn, thậm chí đe dọa đến tính mạng và trẻ có nguy cơ sống thực vật nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Vì thế, mỗi người dân, nhất là gia đình có trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, cần quan tâm và nhận biết dấu hiệu bất thường để sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế thăm khám, điều trị kịp thời. Nhiều năm nay, khoa nội nhi, Bệnh viện Sản Nhi An Giang được điều trị các dịch bệnh. Số ca sởi rất thấp so với số ca sốt xuất huyết, tay chân miệng. Cụ thể, từ năm 2020 đến năm 2023. Tuy nhiên, 7 tháng đầu năm nay, khoa nội nhi đã có 8 ca sởi trẻ em. Số ca mắc hiện đang gia tăng, có thời điểm khoa tiếp nhận điều trị cùng lúc 6 bệnh nhi sởi. Là bệnh lý truyền nhiễm, dù không phổ biến, số ca mắc những năm qua ghi nhận không nhiều, nhưng sởi ở trẻ em có tốc độ lây lan nhanh cũng như tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành dịch. Từ biến chứng nguy hiểm mà sởi cần được quan tâm đúng mức. Sởi có thể là nguyên nhân diễn tiến thành tình trạng viêm tai giữa, viêm phổi, viêm não. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, trẻ sau cơn bệnh có thể sống thực vật, thậm chí tử vong. Mới đầu nó nóng rồi cô mua thuốc uống rồi nó không hết. Rồi đi lên đây thì lúc đầu bác sĩ khám bệnh thì nói là thôi để xét nghiệm máu rồi bé không có sao cô, để cho thuốc về nhà uống đi qua ngày sau tái khám. Thì cô về trong đêm đó là sáng lại rồi cô thấy cái tay nó nổi. Rồi cái lên cái bác sĩ không cho về nữa. Bác sĩ nhập viện luôn. Rồi cái 3 ngày nay là nó nổi đầy người luôn, bú sữa ít lắm. Một lần ngủ một đêm gì là 3 bình đó, bây giờ chỉ có một bình thôi. Mà lăn lộn không ngủ, cô cứ bế lên đi vòng phòng vậy nè. Nó lăn lộn, nó khó chịu như là nó ngứa rồi nó chăm chích. Sởi thuộc nhóm bệnh lý siêu vi, vì thế bệnh cũng có dấu hiệu đặc trưng của siêu vi như sốt cao, trẻ khó chịu, quấy khóc, cùng biểu hiện nhận biết riêng biệt so với sốt xuất huyết hoặc tay chân miệng. Điển hình là mắt đỏ, chảy nước mũi cùng hồng ban hay còn gọi là phát ban, là nốt đỏ dưới da. Tuy nhiên các biểu hiện không rõ ràng, nốt hồng ban trên da có thể nhận thấy ở khu vực bất kỳ trên cơ thể mà không theo thứ tự nào. Vì thế, gia đình cần quan tâm đến sức khỏe của trẻ và đưa đến cơ sở y tế ngay khi có những biểu hiện bất thường để được chẩn đoán, xác định bệnh và điều trị kịp thời nhằm hạn chế biến chứng nguy hiểm. Tại vì sởi nguy hiểm là những cái biến chứng. Biến chứng ví dụ như biến chứng viêm phổi, biến chứng não, nọ thì những cái biến chứng nặng nề đó có thể là đưa đến cái tử vong cũng có thể xảy ra. Nếu như tình trạng biến chứng đó em bé nó viêm phổi quá nặng, suy giảm miễn dịch nè, hoặc là nó yếu thì tùy cái cơ địa mỗi bé mà có thể nó sẽ nặng nề tùy bé vậy đó. Thì mình sẽ có những cái loại thuốc là điều trị tùy cái loại biến chứng, ví dụ như viêm phổi thì mình sẽ điều trị những cái bệnh viêm phổi theo phát độ viêm phổi, và viêm não thì mình điều trị theo phát độ viêm não. Sởi không có thuốc đặc trị, bệnh nhi được điều trị tình trạng ban đầu là hạ sốt, bù nước, điện giải. Tùy diễn tiến và thể trạng mà mỗi bệnh nhi sẽ có phác đồ riêng, hướng đến mục tiêu theo dõi, ngăn ngừa biến chứng viêm phổi, viêm não. Bữa nay bác sĩ nói bé đỡ rồi mà sởi nó biến chứng qua phổi. Rồi giờ bác sĩ đang điều trị cho nó dù phổi. Nó ho, nó hơi khò khè với nó bị sổ mũi. Bác sĩ kêu cho bé ăn mới truyền dịch, nó bỏ dịch ra thì mới cho ăn cháo lỏng. Rồi lau mình cho bé. Thì giờ là bé hết sốt rồi thì vẫn tắm bình thường cho bé mà tắm bằng nước nóng. Bé nó nổi này kia lên cái dòng mắt nó đầu tiên á là bác sĩ chẩn đoán nó là bị sởi. Rồi ở đây điều trị thêm một tuần nữa, rồi bữa nay bé cũng khỏe rồi, mời bé được xuất viện. Đi về thì mình ở nhà mình chăm sóc nó kỹ một chút, với lại vệ sinh cá nhân rồi cho nó được sạch sẽ rồi, không có bị tái lại á, với lại không có tiếp xúc nhiều với những em bé khác, ở nhà nghỉ dưỡng vậy đó, bác sĩ cũng có tư vấn kỹ. Các cha mẹ nên là chủ động trong cái vấn đề chích ngừa cho con để chuẩn bị cho con cái có sức đầy đủ, sức đề kháng để mà nếu có nhiễm bệnh thì sẽ vượt qua nó tốt hơn. Rồi thứ hai là mình cũng vấn đề là vệ sinh, mình chú ý là vấn đề vệ sinh tay, rồi cho con ví dụ như mùa tiêu trường này tay chân miệng đó thì phải rửa tay thường xuyên. Rồi mặc quần áo cho con cho kín
rồi như mình có thể sử dụng những cái chế phẩm, những cái thuốc để mà chống mũi đó, để phòng sốt xuất huyết, bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, bệnh sởi nói chung. Rồi song song đó thì cũng không có quên là tăng cường cái sức đề kháng cho con bằng cái chế độ ăn cho nó phù hợp. Với 4 giai đoạn diễn tiến bệnh sởi gồm ủ bệnh, khởi phát, toàn phát, lùi bệnh, việc phát hiện bệnh càng sớm sẽ giúp rút ngắn quá trình điều trị và hạn chế biến chứng nguy hiểm. Vì vậy, khi nhận thấy trẻ có dấu hiệu bất thường như sốt cao liên tục, mệt mỏi, khó chịu, sổ mũi, nôn mửa, chán ăn, bỏ bú, quấy khóc bất thường, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế để chẩn đoán và xác định bệnh cùng biện pháp theo dõi điều trị thích hợp theo khuyến cáo của bác sĩ.